Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 25 tháng 5 năm 2023 tiếp tục duy trì đà đi ngang. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận vẫn tiếp tục đà đi ngang, không thay đổi so với hôm qua. Hiện tại thương lái lấy lúa nhiều tại các khu vực như Đồng Tháp, Tiền Giang, chủ yếu là IR50404, trong khi OM18, OM5451 chất lượng kém hơn, rớt tỷ lệ. Nông dân chào giá cao cho IR50404 bởi nguồn cung ít. Lúa hè thu bắt đầu thu hoạch nhiều hơn ở khu vực Cờ Đỏ, Cao Lãnh, Tháp 10, Tri Tôn. Giá lúa đông xuân khô, Đại Thâm 8 8.300 đến 8.450 đồng. Lúa Nhật đông xuân 10.200 đến 10.400. IR50404 8.300. Nếp Long An 8.700 đến 8.800. Nếp An Giang 8.200 đến 8.400. Giá lúa hè thu tham khảo cắt khoảng 10 ngày trở lại. Tại An Giang, nếp An Giang 6.200 đến 6.500. Nếp Long An 6.600 đến 6.800. OM380 6.100 đến 6.200. IR50404 6.100 đến 6.200. Lúa Nàng Hoa Chín 6.800 đến 7.000 đồng. Đài Thơm 8 6.800 đến 6.900. OM5451 6.400 đến 6.500. OM18 6.800 đến 6.900. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR50404 6.100 đến 6.200. OM380 6.100 đến 6.300. Đài Thơm 8 6.800 đến 6.900. OM5451 6.400 đến 6.600. OM18 6.800 đến 6.900. Nàng Hoa 6.800 đến 7.000 đồng. RVT 6.800 đến 7.000. Lúa DS1 8.400 đến 8.800. ST21 7.100 đến 7.200. ST24 ST25 7.300 đến 7.400. OM2517 6.800 đến 7.000 đồng. Lúa Jasmine 6.800 đến 7.000 đồng. Tại Sóc Trăng, OM380 6.100 đến 6.200. Đài Thơm 8 6.800 đến 6.900. IR504 6.100 đến 6.200. OM4900 6.400 đến 6.600. OM5451 6.400 đến 6.500 đồng. OM18 6.800 đến 6.900. Lúa Tài Nguyên 6.800 đến 7.000 đồng. RVT 6.800 đến 7.000 đồng. VNR20 6.500 đến 6.700. Lúa ST24 7.100 đến 7.300. Lúa ST25 7.300 đến 7.400. Tại Bạc Liêu, Cà Mau, Đài Thơm 8 6.800 đến 6.900. Lúa IR504 6.100 đến 6.200. OM4900 6.400 đến 6.600. OM5451 6.400 đến 6.600. OM18 6.800 đến 6.900. Nàng Hoa 6.900 đến 7.100. RVT 6.800 đến 7.000. ST24 7.100 đến 7.300. ST25 7.300 đến 7.400. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR504 6.500 đến 6.600. Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100. OM5451 6.500 đến 6.800. OM18 6.900 đến 7.100. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, OM380 6.100 đến 6.200. IR504 6.100 đến 6.200. Nàng Hoa Chín 6.900 đến 7.100. Đài Thơm 8 6.800 đến 6.900. OM5451 6.400 đến 6.600. OM18 6.800 đến 6.900. ST21 7.100 đến 7.200. ST24, ST25, 7.300 đến 7.400. Lúa Jasmine 6.900 đến 7.100. Lúa Trabonica 9.100 đến 9.200. Tại Đồng Tháp, OM380 6.200 đến 6.300. IR50404 6.200 đến 6.300. Đại Thơm 8 6.800 đến 6.900. OM5451 6.400 đến 6.600. OM18 6.800 đến 6.900. OM4900 6.400 đến 6.600.
Nếp tươi An Giang 6.200 đến 6.400. Nếp Long An tươi 6.600 đến 6.800. Tại Long An, nếp tươi An Giang 6.200 đến 6.400. Nếp Long An tươi 6.600 đến 6.800. IR504 6.200 đến 6.300. Đài Thơm 8 6.800 đến 6.900. OM5451 6.400 đến 6.600. OM18 6.800 đến 6.900. ST24 7.100 đến 7.300. ST25 7.300 đến 7.400. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi, tùy theo chất lượng lúa. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.